Chào các bạn, đây là Khôi, đây là Siro, còn mình là Cua Hẹp. Thì Khôi với Siro đang ngồi trên hai cái ghế cho em bé. Và cái ghế này được thiết kế để mà có thể kẹp lên cái bàn. Thì các bạn sẽ tốn khoảng chừng 1 phút để mà kẹp cái ghế lên cái bàn, rất là nhanh. Nhưng mà cái lợi ích mà cái ghế này nó mang lại rất là nhiều. Các bạn thấy rằng là chúng ta có thể mang con lên công ty hay là mang ra cà phê gì đó và nhờ cái bàn gánh nó lên mà ngồi chơi với nó rất thoải mái trong khi chúng ta vẫn có thể làm việc được. Ở nhà mình thì những đứa con của mình ngồi trên những cái ghế như vậy khi mà ăn cơm chung với gia đình, thì cái khoảng cách giữa bố mẹ ông bà với lại con nó sẽ rất là ngang bằng và rất là độc lập. Nó thấy mình ngồi ăn cơm thì nó cũng ngồi nó ăn cơm, và dần dần nó tạo thành một cái thói quen cho nó rất là đơn giản. Mình nghĩ đó là cái giá trị mà quan trọng nhất của ghế này, tức là nó giúp cho chúng ta giao tiếp với lại con cái chúng ta một cách nó sòng phẳng hơn, nó tự nhiên hơn và nó có cái tính giáo dục hơn. Tiếp theo, cái ghế này nó được thiết kế để giúp cho em bé có thể ngồi thoải mái đó, do đó rằng là nó sẽ tốt hơn việc là anh em sẽ bế những đứa con ở trên tay, hoặc là anh em dùng những cái ghế mà để qua để lại hay là ghế thấp ở dưới, thì khi đó chúng ta sẽ không thoải mái lắm khi mà cho nó ăn. Như nó ngồi ngang với mình như vậy, mình đưa đồ chơi cho nó hay mình nói chuyện với nó hay là mình đút đồ ăn cho nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều đó, hơn là có những cái ghế mà thấp hơn. Và nó cũng rất là an toàn, tức là xung quanh nó gần như nó có một cái chiều cao để mà bảo vệ cho bé không có lắc qua lắc lại. Nó cũng có cái dây an toàn để mà tránh những cái bé nào mà leo trèo qua rất là nhiều. Cái ghế này thì mình mua với cái giá là khoảng chừng 39 đô. Mình thấy là nó khá là rẻ nếu mà so với tất cả những cái giá trị gì mà nó mang lại. Thì nó cũng rất là nhẹ, rất là gọn để anh em có thể mang đi, cũng như là anh em có thể tháo ra giặt giũ vệ sinh gì đó, thì rất là đơn giản, chỉ có 2-3 thành phần thôi. Thì cơ bản là như vậy, mình muốn giới thiệu cái ghế này tới anh em, thì để con cái chúng ta ngồi thoải mái hơn, giao tiếp với chúng ta tốt hơn, cũng như là chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn trong cái việc chăm sóc con cái. Rồi, xin cảm ơn. Hết rồi.